Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại video của em ha. Buổi sáng nay, hôm nay là ngày 15 tháng 9. Em xài tay không nha cả nhà. Đó. Hiện tại thì sáng thì em đây có Bùi Hải, chú Tiểu, chị Bích. Đó. Sáng nay thì mấy anh em xuống lau mồ cả nhà ơi, như thắp hương. Đây còn có mấy anh em thôi trong tem, thì cũng giống như là khi mà lão mộ nghệ sĩ kinh xong tới một thầy, sau đó thì mấy anh em sẽ đi quay những cái đám tang cũng như là những mộ phần ở trong quê viên, đám tang lớn cập nhật cho cô chú anh chị mình xem. Thầy buổi sáng là mưa bão rủ ở đâu cũng mưa không biết. Với giấy khô quá chị Bích. Với giấy khô quá ta. Bước nhẹp luôn, mưa cả đêm. Đây. Rồi chứ xe em rửa. Bên bữa nay cát nó không nhăn lên. Đâu cát đâu. Ừ. Bị mưa nó nhiễu xuống hết rồi. Này đâu cát cát nữa không? Chị Hải 63 ạ. Xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải 63 sáng nay nha. Sáng nay Hải 63 có mặt tại mộ của sư Vinh Thiện nha cô chú anh chị. Bữa nay mấy anh em chuẩn bị lau mộ, thắp hương. Mưa quá trời mưa, mưa nước nâu. Tông, 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 tông. Qua hồn chung rồi. Lao mộ thắp hương rồi thanh kiều anh Nam. Anh chị lao đi, chị lao trước đi chút xíu thằng ấy chị đốt sao lao đi chị Bích. Cái lao cái đó này cái đó được thầy đi thầy sao mà lao mộ xong xuôi đi rồi nè. Tại hai mấy chút trả lại hai mấy hàng. Không, cũng có tiền. Đâu tiền đâu? Tiền đó. Tiền đang cho mượn 2 triệu. Tiền cho mượn 2 triệu. Là cũng tốt cả. Giấy khô bẩn không? Đó, đó. Khô ở trong cái xô xanh á. Xô xanh. Mày đi mốt mà Bùi Hải dắt mấy anh chị em đi ăn một đi.
đây chỗ nào mà có cua có ghẹ. Đi ăn cua hoàng đế hả? Ăn cua hoàng đế thì anh thêm tiền. Còn mà muốn ăn cua bình thường với ghẹ rồi á thì đi với Bùi Hải. Mưa dầu mà nước tràn vô dầu. Dạ thấy sạch dẹp con rau bây giờ. Tối về sỉ tới hết luôn mới về hết chi vết. Chị ngon tới cuối hả? Không, tới cuối ai đây. Chị ngon tới cuối mà. À, mới lau xong rồi cả nhà. Cho tới mấy anh em. Chút tiểu. Rồi giờ đi lau bộ hậu thầy. Mình lau bộ xong rồi mình lau bàn. Bàn cũng mới xong. Rồi chú Tiểu Hải. Không lo, ở đây con thằng lo bình tĩnh tới dễ nha. Có một bên tới trước. Lao mộ thầy thôi mấy cô mấy chú. Đây là trời. Làm mấy cái đèn đổ dầu ra. Bên mọi
thường quần này. Các mộ thắp hương xong cái nhà ơi. Mới thắp hương xong. Rồi tới Hải chị Bích sẽ thắp hương. Sáng thấy trời mưa mà giờ trời nắng à, đẹp quá đẹp à. Quá đẹp à. Sáng thì cứ tưởng là trời sẽ mưa lớn không à, ai ngờ đâu nắng lên đẹp quá hay tiểu. Hôm nay là ngày quốc tế dân chủ. Rồi rồi thì các bạn em cũng xin kết thúc video tại đây. Sáng thì mấy anh em cập nhật tại mộ nghệ xỉu Tú Linh xong, tới mộ thầy Minh Thiện. Thì đây là cái video mà thứ hai trong buổi sáng hôm nay. Chút xíu nữa đây thì mấy anh em sẽ đi quay những đám tang và cắt một phần. Mọi người xem ủng hộ cho kênh mấy anh em ha. Chị hấp hơn đi, chị ăn ấy.